Xin chào mọi người nha, hôm nay kẹo sâm Hammer nhà em về thêm rất là nhiều ạ. Bạn luôn chăn trở vì chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Đừng lo lắng, đã có kẹo sâm Hammer được chiết xuất hoàn toàn từ nhân sâm và các thảo dược quý hiếm, có khả năng điều trị dứt điểm các tình trạng yếu sinh lý, với công dụng đó là kéo dài thời gian yêu lên đến 30 phút đến 45 phút ạ. Những cái trường hợp như là di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, hoặc là những cái trường hợp như là bằng sớm này, đau lưng mỏi gối sẽ được cải thiện rất là nhiều nhá. Những trường hợp như yếu sẽ khỏe lên này, đã khỏe sẽ càng khỏe hơn nhá. Bác nào yếu đến mấy cũng tăng được 20 phút, ít nhất là 20 phút ạ. Chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, rất là an toàn, không có tác dụng phụ. Ai có nhu cầu thì inbox cho em nhá, số điện thoại 0963317552 ạ, các bạn Zalo luôn. Và cách sử dụng rất là đơn giản, mọi người ngậm một viên trước khi quan hệ 30 phút đến 1 tiếng, sẽ phát huy tác dụng.